Cái tuần này mình sẽ học nốt hai nội dung về hệ thống thông tin vệ tinh. Đó là phân tích và đánh giá hiệu năng truyền dẫn trong tuyến thông tin vệ tinh. Tiếng Anh là Link System Performance. Nội dung thứ hai đó là nghiên cứu một số các kỹ thuật đa chuyên nhập, Multiple Access, trong hệ thống thông tin vệ tinh. Cái mục đích của buổi học là ta muốn khảo sát, muốn xem là chất lượng tín hiệu trên các cái tuyến truyền của hệ thống thì sẽ bị ảnh hưởng bởi tham số gì và cách đánh giá chúng sẽ như thế nào. Đấy. Ngoài ra thì việc xử lý đa chuyên nhập từ nhiều người dùng hay là nhiều trạm mặt đất thì sẽ được tổ chức như thế nào, bởi vì vệ tinh đóng vai trò như là trạm truyền tiếp, đúng không, với một cái tài nguyên hữu hạn. Thế thì cách mà phân chia tài nguyên cho nhiều người dùng sẽ được tổ chức ra sao? Đấy, thì đấy là lý do mà chúng ta sẽ, và mục đích mà chúng ta sẽ học trong buổi học ngày hôm nay. Thì ta vào phần đầu tiên, Link Perform System Performance. Hình vẽ các bạn nhìn thấy trên slide ấy, là hình vẽ mà ta đã học ở buổi trước, đúng không? Hình vẽ này mô tả các cái tuyến truyền dẫn trong một hệ thống thông tin vệ tinh. Nó bao gồm các đường lên, uplink, đường xuống, downlink. Đường này kết nối giữa trạm mặt đất và vệ tinh. Đấy. Và cả tuyến truyền giữa các vệ tinh nữa. Ở đây các bạn nhìn thấy được ký hiệu là ESL, viết tắt của từ Inter-Satellite Link. Đấy. Thế thì mình đã nhấn mạnh ở trong cái buổi học trước, đó là các cái tuyến lên và xuống thì sử dụng đa phần là sóng AF. Sóng AF để truyền dẫn. Trong khi đó, đường truyền liên kết giữa các vệ tinh thì ngoài cái sóng AF này ra thì nó còn có thêm một lựa chọn nữa. Đó là truyền được truyền quang. Đường truyền quang với công nghệ FSO, là công nghệ truyền quang cho không gian tự do, viết tắt của cái từ Free Space Optical Communication. Thế thì do vệ tinh đóng vai trò một cái trạm truyền tiếp trong hệ thống và kết nối giữa người sử dụng dịch vụ, thế thì khi đó vệ tinh cái việc truyền dẫn đó sẽ liên quan ít nhất đến một tuyến lên và một tuyến xuống, và có thể có nhiều tuyến kết nối các cái vệ tinh khác nhau. Và do đó thì chất lượng dịch vụ của người sử dụng sẽ phụ thuộc vào hiệu năng của từng tuyến truyền, đúng không? Đấy. Trong phần này ta sẽ tìm hiểu xem là các cái tham số, cái ảnh hưởng đến cái chất lượng của từng tuyến sẽ được đánh giá và khảo sát như thế nào, đúng không? Trước đây chúng ta học thì có những tham số gì nhỉ? C trên N này, đúng không? C trên N 0 nhỉ, đúng không? Đấy. Và nếu ta biết được cái chất lượng của từng tuyến, hiệu năng của từng tuyến, thì ta có thể đánh giá được cái chất lượng và tín hiệu của toàn hệ thống. Đấy. Tuy nhiên rằng là do chúng ta không đủ thời gian và vấn đề chúng ta muốn khảo sát nó đủ đơn giản, nhưng vẫn có thể không ảnh hưởng gì đến cái tính logic trong truyền dẫn,
thì chúng ta không khảo sát cái đường truyền lên liên vệ tinh nữa. Chúng ta không khảo sát cái đường truyền ESL ở đây. Điều đó đồng nghĩa với việc là hệ thống của chúng ta bao gồm chỉ có một vệ tinh. Và vệ tinh đó đóng vai trò chạm truyền tiếp trong toàn bộ hệ thống. Tức là nhận tín hiệu từ một trạm mặt đất và truyền tín hiệu xuống các trạm mặt đất còn lại. Rồi ta sẽ khảo sát từng tuyến một. Thế tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ xem là một cái tuyến AF như thế thì đặc trưng của nó là gì. Thì các bạn có thể thấy qua cái hình vẽ trong slide số 3 này. Hình vẽ này mô tả các cái thành phần tham gia của một tuyến truyền vô tuyến. Đây các bạn nhìn slide. Thì các bạn xem bên phát bao gồm những thành phần gì, bên thu bao gồm những thành phần gì. Bên phát các bạn thấy nó là bao gồm những cái gì? Bao gồm có một máy phát TX. Đúng không? Kết nối với anten qua một dây dẫn. Feeder. Đấy. Ở đây... máy phát có công suất phát là PTX. Feeder thì có suy hao là LFTX. Và sau đó chúng ta sẽ kết nối với một anten PT. Ở đây rõ ràng là trong trường hợp này PT sẽ bằng gì? Kết nối với một anten. Và cái công suất đầu vào của anten ở đây là PT. Ở đây sẽ là bằng PTX. Chia cho gì nhỉ? LFTX, đúng không? Cái này chúng ta dễ dàng suy ra được. Anten thì có độ lợi là GT. Tuy nhiên, độ lợi ở đây được tính theo cái hướng của bên nhận, theo cái hướng của anten nhận, chứ không phải là độ lợi lớn nhất mà anten có thể có. Và công suất PT được phát xạ theo cái hướng nhận này là công suất phát xạ đẳng hướng tương đương hay là công suất phát xạ đẳng hướng hiệu dụng. Viết là EIRP. Cái này chúng ta đã được học rồi. Viết tắt của từ gì nhỉ? Effective, đúng không? Isotropic Radiated Power. Đấy. Effective. Isotropic radiated power. Và nó được viết bằng gì? PT nhân GT. Thế thì nếu chúng ta viết dưới dạng công suất phát tại máy phát thì nó bằng gì nhỉ? PTX nhân gì? GT chia cho gì nhỉ? LF TX. Đơn vị nó sẽ là watt bởi vì chúng ta đang sử dụng hệ tuyến tính, đúng không? Và theo cái hướng này, theo cái hướng của anten nhận này, thì công suất này sẽ chịu ảnh hưởng bởi một cái suy hao đường truyền là L, này, viết tắt là của từ loss. Yeah. Đấy. Đấy là bên phát và đường truyền. Tương tự bên nhận, chúng ta sẽ bao gồm anten nhận. Có độ lợi hay có độ tăng ích là GR. Là GR theo hướng của bên phát. Chứ không phải là độ tăng ích lớn nhất mà anten này tạo ra. Anten này kết nối tới máy thu RX cũng thông qua một dây dẫn feeder. Có suy hao là LFRX. Đấy.
tại đầu vào của máy thu thì công suất của sóng mang là C. Là công suất của sóng mang là C. Và giả sử ở đây là tất cả các nguồn nhiễu có thể có, tất cả các nguồn nhiễu có thể có ở máy thu sẽ tạo ra, sẽ tạo ra một cái lượng lượng nhiễu nhiệt, mà lượng nhiệt tương đương, lượng nhiệt tạp âm của toàn bộ hệ thống sẽ là T, capital T. Thế thì khi đó mật độ phổ công suất ở đầu vào máy thu trong trường hợp này được tính bằng N0 bằng K nhân với T, trong đó K là hằng số Boltzmann. Cái này chúng ta cũng đã được học, đúng không? Thế thì trong trường hợp này hiệu năng bên nhận sẽ được đánh giá bởi một cái tham số là G chia cho T. Cái này còn gọi là Figure of Merit trong cái hệ thống này. Đấy, nó dùng để đánh giá cái chất lượng của hệ thống thu đấy. Trong đó ở đây, trong đó là gì? G được đại diện là toàn bộ cái độ lợi của bên thu. Xin lỗi các bạn, mình bỏ này đi. Cái này mình cũng nhắc ở trong 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 buổi học trước rồi đúng không? To gain a receiver size. Total gain có nghĩa là gì? Nó bao gồm cả suy hao, nó bao gồm cả khuếch đại. Đấy. Như vậy là đại diện đánh giá cái chất lượng của bên phát thì chúng ta có hệ số EIRP. Còn đại diện để đánh giá cho chất lượng của bên thu thì chúng ta có hệ số G chia T. Đơn vị trong trường hợp này là dB chia K. Thì đây là một cái hình vẽ mà mô tả các cái thành phần cơ bản trong toàn bộ cái tuyến truyền của chúng ta. Toàn bộ cái tuyến truyền của chúng ta. Tất nhiên thì trong trường hợp này các bạn nhìn thấy do cái hướng bức xạ tạo bởi hai anten mà hướng bức xạ lớn nhất ấy, nó không thẳng hàng với nhau. Thế do đó cái GT và GR kia nó không thể đạt được và như GT max và GR max. Đấy. Nó có một cái sự suy hao. Có một cái sự suy hao so với GT max và GR max. Và sự suy hao đó phụ thuộc vào góc theta T và theta R. Cái này chúng ta cũng đã học được ở trong môn anten và truyền sóng. Lát nữa thì mình sẽ nhắc lại. Rồi. Ở slide này còn cái gì nữa không? Đây là đặc trưng nhé. Đây là đặc trưng các thành phần có thể có của một tuyến. Và chúng ta có hai tuyến. Và là tuyến lên và tuyến xuống. Ngoài cái thành phần vệ tinh ra. Thế thì để thuận tiện cho việc đánh giá hiệu năng của một cái tuyến truyền như thế này, thì ta sẽ nhắc lại, ta sẽ nhắc lại một số cái tham số liên quan đến anten, đúng không? Sợ các bạn quên. Liên quan đến anten. Thế thì ta đã học ở chương 1 hả? Thì độ tăng x lớn nhất, độ tăng x lớn nhất của anten thu được có thể được biểu diễn theo công thức là 4pi chia cho lambda bình phương nhân với A effective và đơn vị là lần. Trong đó là gì? Lambda là bước sóng, còn A effective là cái diện tích vùng hiệu dụng hay gọi là vùng khẩu độ, đúng không? Đấy. Đấy. Công thức này thì chúng ta cũng biết rất là rành ở trong môn trường điện từ hay là anten và truyền sóng.
Và vì A effective kia là diện tích vùng hiệu dụng, do đó nếu anten của chúng ta là anten parabol thì cái diện tích vùng hiệu dụng kia là hình tròn. Và do đó nếu chúng ta biểu diễn diện tích vùng hiệu dụng theo đường kính D của vùng đó, xin lỗi, đường kính D của anten, thì chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng là eta nhân với PD trên lambda tất cả bình phương. Bởi vì sao? Bởi vì diện tích dạng tròn thì bằng PD bình phương chia 4 mà, đúng không? 4 sẽ triệt tiêu mất cái 4 kia. Do đó chúng ta có pi bình phương, d bình phương và lambda bình phương. Chúng ta nhóm bình phương ra ngoài thì chúng ta còn bên ngoài chỉ còn eta thôi. Eta ở đây là gì? Eta ở đây là hệ số hiệu dụng của anten. Bởi vì nó chỉ xét trong cái diện tích nhỏ mà nhận cái dao động điện từ từ bên phát thôi, nó không tính toàn bộ anten, toàn bộ bề mặt của anten. Thực ra hệ số eta này nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, chứ nó không phải hoàn toàn nó là cái phần diện tích đâu, nó còn phụ thuộc vào các cái phối hợp trở kháng rồi các cái vật liệu bề mặt nữa. Thế nên là nó mới có một cái thành phần eta người ta quy hết ra ngoài như vậy để cho nó dễ trong quá trình thiết kế và tính toán. Tất nhiên là nó là trung bình cho toàn bộ cái anten. Ngoài ra thì chúng ta có thể biểu diễn cái độ tăng x này theo tần số chẳng hạn, khi chúng ta biến đổi lambda bằng c chia f, đúng không? Thì chúng ta thay vào lambda thì chúng ta có thể biểu diễn cái độ tăng x lớn nhất của anten là eta nhân với pi df chia c tất cả bình phương. Đơn vị trong trường hợp này là lần, đúng không? Lần. Và do đó nếu chúng ta muốn sử dụng đơn vị dbi hay là db thì chúng ta chỉ cần 10 log 10 cái công thức phía trên, đúng không? Là chúng ta có thể biểu diễn được. Ở đây chúng ta có hai trường hợp là chúng ta biểu diễn theo lambda, tức là bước sóng, và theo tần số. Cái này không có gì khó khăn cả. Thế thì khi mà vẽ thì chúng ta có hình phía dưới. Ở đây chúng ta vẽ cái độ tăng x lớn nhất của anten theo cái đường kính của anten, given các giá trị còn lại. Những cái đường này chúng ta có thể dễ dàng vẽ được bằng MATLAB hay là các công cụ lập trình khác. Chúng ta chỉ cần nhập input vào thôi, cho cái đường kính kia chạy và chúng ta vẽ cái đường gain mà các cái giá trị tham số khác fix. Ví dụ trường hợp này chúng ta đã fix tần số ở một vài giá trị 1, 2, 4 cho đến 30 ghi, tương ứng với dải tần số mà chúng ta thường xuyên sử dụng trong gì, trong anten vệ tinh, trong thông tin vệ tinh. Ở đây chúng ta nhìn thấy một cái điểm tham chiếu ở đây là gì? Nếu đường kính anten bằng 1 mét, đúng không? 1 mét, cái điểm tròn tròn này kia, đường kính anten là 1 mét này. Và tần số là 12 ghi, thì chúng ta có một cái độ khuếch đại là 40 dBi, đúng không? 40 dBi. Và từ hình vẽ này chúng ta cũng hoàn toàn suy ra được các cái phần khác, các cái độ tăng x tương ứng với các giá trị khác mà không cần phải tính toán nhiều. Bởi vì cái đồ thị này được vẽ theo dạng log. Ví dụ, nếu chúng ta giảm tần số đi một nửa chẳng hạn. 12 ghi chúng ta giảm còn 6 ghi thôi. 6 ghi là cái đường này, đúng không? Đấy. Thế thì chúng ta sẽ cắt tại đây, đúng không? Xin lỗi, cắt phía dưới này. Cắt tại điểm này. Có đúng nhỉ?
Đúng rồi, cắt tại điểm này. Thế thì ở đây chúng ta có giá trị thu được là 34 DPI. Đấy. Hay là chúng ta tăng gấp đôi cái đường kính của anten lên mà giữ nguyên tần số chẳng hạn. Vẫn ép bằng 12G. Nhưng đường kính anten gấp đôi, tức là bằng 2 mét chẳng hạn. Thế thì chúng ta sẽ có điểm nào? Đây là 2 mét. Bởi vì chúng ta đang để ở hệ lóc ấy nhá. Đây chúng ta có giá trị ở đây. Đúng không? À, thế thì khi mà gióng sang ở đây thì chúng ta có giá trị là ở đây là bao nhiêu? 46 dBi. Đây, cái này cũng đơn giản thôi. Rồi, thế thì trong phần này mình sẽ nhắc lại cái phần độ tăng x phụ thuộc vào cái hướng bức xạ. Như mình thấy đã nói ở cái slide trước này này. Cái G chúng ta tìm được là G max, nhưng mà do cái hướng bức xạ mà chúng ta xét là không phải hướng bức xạ chính thì nó sẽ có sự suy hao nhất định. Vậy thì sự biến đổi của độ tăng x mà theo cái hướng truyền sẽ được định lượng hóa như thế nào? Trước đây chúng ta học anten, chúng ta gọi cái phần đấy là gì nhỉ? Mô hình bức xạ đúng không? Tiếng Anh là gì? Radiation pattern đúng không? Radiation pattern. Đấy. Ta có thể nhìn thấy qua cái biểu diễn trong 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 slide này. Thế thì với anten parabol ở đây thì mô hình bức xạ sẽ mô tả cái sự biến đổi của độ tăng x theo hướng. Và ở đây chúng ta có cái sự đối xứng của mô hình bức xạ do cái vùng hiệu dụng của chúng ta là tròn. Và chúng ta có thể nhìn thấy trong hình A và B, cái mô hình bức xạ của anten được biểu diễn dưới tọa độ cực hay tọa độ Descartes. Cái này thì mình không nhắc lại đâu, bởi vì thực sự là mình cũng không rành lắm về bên anten. Thế nhưng mà mình có đọc lại và các bạn cũng đã được học kỹ trong anten truyền sóng rồi, do đó ở đây mình chỉ nhắc qua thôi. Ở đây thì búp sóng chính, các bạn có thể nhìn thấy là cái hướng mà chứa cái bức xạ lớn nhất, còn cái bước sóng phụ kia thì cần phải được thiết kế để nó bé nhất có thể. Ở đây chúng ta có cái ký hiệu là main lobe hay là side lobe là như vậy. Đúng không? Thì trong hình vẽ này ta có khái niệm về 3 dB bandwidth. Beamwidth thì đúng hơn. 3 dB beamwidth. Gọi là 3 dB beamwidth. Nó là gì? Nó là cái một cái góc mà nằm giữa hai cái hướng. Ở đây, hai hướng được tạo được bởi hai hướng, hướng này và hướng này, hướng 1 và hướng 2. Và ở mỗi hướng đó thì cái giá trị tăng x sẽ giảm xuống còn 1/2, cái độ tăng x còn giảm 1/2, tức là giảm xuống 3 dB. Giảm xuống 3 dB so với hướng bức xạ chính hay so với giá trị lớn nhất tăng x có thể đạt được. Đấy. Và do đó thì bởi vì cũng vì tên gọi nên chúng ta ký hiệu nó là theta 3 dB như là trong trường hợp này. Và chúng ta cũng thể thấy rằng nó là ký hiệu chung cho hầu hết tất cả các cái sách chuyên ngành. Các bạn đọc sách tiếng Anh thì bao giờ cũng có cái ký hiệu như thế này. Sách Việt thì mình không biết. Và nếu mà các bạn học trước đây thì hướng phát xạ mà nó đều nhau thì góc kia khoảng 58 độ đúng không? 58,5 độ gì. Mình nhớ láng máng thôi, mình không nhớ chính xác lắm. Tuy nhiên là nếu việc phát xạ không đều, việc phát xạ mà không đều thì nó sẽ có quan hệ với tần số và đường kính anten theo cái công thức phía dưới này. Ở đây chúng ta sử dụng công thức này coi như công thức tổng quát.
để xác định cái hướng cái góc mà 3db. Và cái đơn vị của trong trường hợp mà chúng ta sử dụng công thức này là độ nhé, độ nó sẽ liên quan đến bước sóng và đường kính của anten, hay là tần số và đường kính của anten. Biết là các bạn phần này các bạn học chưa? Chắc là học rồi chứ nhỉ, đúng không? Ngoài ra ở đây có một cái yếu tố, cái vấn đề rất là quan trọng, đó là gì? Đó là khi mà chúng ta cần phải khảo sát cái hướng, cái độ tăng x theo một cái hướng bức xạ nằm trong cái góc 3 dB thì cái độ tăng x theo cái hướng đấy sẽ được tính như thế nào. Câu trả lời nằm ở công thức thứ hai. Ở đây với một cái góc khá là nhỏ. Nhỏ là gì? Nhỏ là nó chỉ nằm trong cái khoảng từ 0 đến theta chia 2 kia thôi. Xin lỗi, theta 3 dB chia 2 kia thôi. Đấy, nó nằm trong cái khoảng mà mình sẽ khoanh tròn sau đây. Khoanh màu đỏ này. Đánh dấu ký hiệu là sao này. Đấy, và hướng ngược lại ký hiệu là đều chéo đấy. Đấy. Và khi cái góc khảo sát của chúng ta nằm trong hai cái vùng mình vừa đánh dấu thì tương ứng với góc được tạo ra so với hướng chính, hướng ở trục giữa này là theta chẳng hạn, thì hướng bức xạ, xin lỗi, cái độ tăng x theo hướng đó sẽ được tính theo công thức thứ hai. Đó là giá trị tăng x lớn nhất trừ đi 12 nhân với theta chia cho theta 3 dB tất cả bình phương. Trong trường hợp này đơn vị của nó sẽ là dBi. Đơn vị là dBi. Được chưa? Đây là những cái kiến thức đã được học cho môn khác, do đó mình cũng không đi sâu, mình thực ra là mình cũng không khảo sát kỹ về cái mảng kiến thức này. Ngoài ra thì chúng ta có thể biểu diễn Gmax theo theo cái góc 3 dB kia, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vừa mới tính Gmax là gì. Đây này. Gmax của chúng ta được biểu diễn là eta nhân với pi d f chia c, đúng không? Trong khi đó, chúng ta có xuất hiện ở đây là FD chia C ở đây. Đúng không? Đấy, thế thì Gmax của chúng ta hoàn toàn có thể được biểu diễn là gì? Theo cái góc 3 dB kìa. Theo góc theta 3 dB kìa. Đấy, đây là chỉ được cái sự biến đổi nhỏ để chúng ta có thể nhìn thấy. Rồi, thì đấy là mình nhắc lại một chút liên quan đến cái hướng bức xạ trong anten thôi. Câu hỏi là vậy công suất mà phát xạ thì tương ứng với cái anten kiểu này sẽ được tính như thế nào? Đây. Phần này cũng học rồi. Ta đã học rồi là với một cái đơn vị, với một cái góc khối đơn vị chẳng hạn. Tiếng Anh của nó là solid angular, đúng không? Ở đây nó cũng ghi này. Solid angle. Thì công suất phát xạ là PT chia pi chia 4pi. Mà cái vùng này sẽ nhận được. Cái vùng được tạo bởi cái góc góc khối đơn vị sẽ nhận được là PT chia 4pi. Tất nhiên trong trường hợp này chúng ta đã giả sử rằng công suất cái độ tăng x của anten này là một lần. Đơn vị của nó là gì nhỉ? Biết là chúng ta có biết đơn vị này. Đó là watt chia cho gì nhỉ? Steradian. Đó. Đây là cái đơn vị nó giống với radian trong không gian 2 chiều đấy, nhưng mà đây không gian 3 chiều.
Do nó không gian 3 chiều nên là đơn vị của nó là watt trên radian chứ không phải radian nữa. Rồi, thế thì nếu chúng ta xét trong trường hợp mà có cái độ khuếch đại của anten thì cái công suất mà nhận được ở trên một cái vùng như vậy sẽ được tính như thế nào? Thì chúng ta nhìn cái hình thứ hai. Ở đó chúng ta khảo sát một cái vùng có diện tích A. Cách cái công suất phát xạ kia kìa. Xin lỗi, cách cái nguồn kia là khoảng cách là R. Thế thì góc khối nó tạo ra sẽ là gì? A chia cho R bình. Khi đó công suất phát xạ mà vùng này nhận được sẽ là gì? PT nhân với GT. Nhân với GT. Tí nữa. Chia cho gì? 4pi. Tí nữa. Nhân với A chia cho R bình. Được chưa? Đây là xuất phát từ cái công thức bên trên cũng như là các kiến thức mà chúng ta đã được học trước đây. Đây đã viết rồi này. Phía dưới này viết rồi này. PT chia cho 4pi nhân với GT nhân A trên R bình. Ở đây có một chút sai này, mình nghĩ chỗ này là nhân này. PT nhân GT này. Không phải chia đúng không? Đây mình viết lại ra đây nhé. Như vậy là đây chúng ta có thể viết bằng PT nhân GT chia cho 4pi R bình phương đúng không? Nhân với A. Nhân với A. Thế thì trong trường hợp này chúng ta có thể viết đó bằng gì? Capital Phi nhân A. Trong đó Capital Phi được định nghĩa bằng PT nhân GT chia cho 4pi R bình. Và cái giá trị này tên tiếng Anh của nó là flux density. Và tiếng Việt của nó là gì nhỉ? Mật độ thông lượng à? Mật độ thông lượng công suất đúng không? Đó là cái giá trị mà ý nghĩa của nó là giá trị công suất trên một đơn vị mét vuông. Đấy, do đó đơn vị của nó là gì? Watt chia cho mét bình phương. Đấy. Thế thì chúng ta có thể biểu diễn được cái công suất phát xạ mà có thể được nhận được trên một cái vùng hiệu dụng có diện tích A chẳng hạn. Bằng capital phi nhân với A. Nếu mà viết như này thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta viết lại được là công suất nhận tại phía thu nếu chúng ta có một cái tuyến truyền như thế nào. Bởi vì đây là với một cái vùng bất kỳ ở khoảng cách R. Cụ thể là chúng ta sẽ biểu diễn cái công suất nhận tại phía thu như sau. Đây giả sử chúng ta có hai anten đúng không? Anten phát và anten thu. Thế thì nếu mà anten nhận này có vùng diện tích hiệu dụng là A, R, effective. Đây, A, R, effective ở đây. Thì chúng ta sẽ tính được công suất nhận chính là capital phi nhân với AR effective theo cái công thức đã tìm được trong slide trước. Yeah. Bên cạnh đó thì ta vừa mới học được mối quan hệ giữa gì nhỉ? Giữa gì? Giữa G và A và A effective. Đúng không? Khi đó thì ta có thể viết lại PR theo công thức như sau. Ta viết là PR sẽ bằng PT nhân với GT chia cho 4pi bình phương R nhân với lambda bình phương chia cho 4pi nhân với GR.
Tại sao chúng ta viết như vậy? Để chúng ta nhìn thấy cái này này. Để chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ thấy được cái lambda chia cho 4 pi r bình phương này. Cái này chính là gì nhỉ? Chính là suy hao trong trong không gian tự do. Đúng không? Đây chính là suy hao trong không gian tự do. Đây. LFS ở đây đã được biểu diễn phía dưới. Được chưa? Mục đích của chúng ta đã chúng ta đã tìm được cái công suất nhận dựa theo các cái tham số liên quan đến anten, ví dụ như là vùng hiệu dụng, ví dụ như là khoảng cách, ví dụ như là công suất pháp, viết lại các mối quan hệ mà đã được học không chỉ trong môn này mà học chuyên sâu trong môn trường điện tử hay là anten và truyền sóng. Những công thức này quan trọng để chúng ta khảo sát một tuyến đấy nhé. Các bạn, hy vọng là các bạn để ý. Rồi, ở đây lưu ý một lần nữa là công thức vừa tìm được là công thức lý tưởng, đúng không các bạn? Đây là công thức tương đối lý tưởng. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì ta đã bỏ qua một số loại suy hao. Ví dụ như là suy hao của feeder, suy hao do cái độ lệch tia giữa phát xạ, lệch tia phát xạ giữa anten phát và anten thu ấy. Tiếng Anh là misalignment, đúng không? Rồi suy hao trong khí quyển của chúng ta, đây là chúng ta mới xét trong không gian tự do thôi, thì còn thực ra là trong khí quyển nó có cái sự hấp thụ nhất định. Rồi suy hao do mưa chẳng hạn, thì cái phần đó vẫn phải được tính vào trong thiết kế tuyến. Thế thì nếu viết đầy đủ thì công thức nhận được sẽ như thế nào? Chúng ta xem slide sau. Nếu viết đầy đủ, công thức nhận được sẽ biểu diễn dưới dạng trong cái ngoặc mà có bằng giấy ở đây làm nhiều. Đây, công thức số 1. Các bạn nhìn một lần, mình sẽ giải thích. Đấy. Trong phần này thì chúng ta nhìn thấy là gì? Chúng ta có thằng công suất của máy phát, đúng chưa? Chúng ta có công suất tối đa, công suất, à xin lỗi, độ tăng ích lớn nhất mà anten phát có thể tạo ra. Tuy nhiên, cái độ tăng ích này sẽ bị giảm đi một cái đại lượng có đơn vị có ký hiệu là LT, do cái sự lệch hướng giữa anten phát và anten thu như mình vừa nói lúc nãy. Và cái giá trị sẽ được tính theo công thức mình vừa mới chỉ mũi tên, LT bằng 12 nhân với theta T chia cho theta 3 dB, tất cả bình phương, đơn vị là dB. Các bạn nhìn lại công thức lúc nãy để hình dung là được giải tại sao chúng ta công thức này. Đây, 12 nhân với theta chia cho theta 3 dB. Sau đó, giá trị này tiếp tục bị suy hao bởi feeder. Nhá, tiếp tục suy hao bởi feeder. Rồi. Cái phần ở giữa, 1 chia cho LFS nhân với LA này, chính là suy hao của toàn tuyến, bao gồm hai thành phần. Thành phần suy hao trong không gian tự do và thành phần suy hao trong khí quyển của chúng ta. LA, A viết tắt của từ atmosphere. Như mình vừa nói, nó bao gồm cả suy hao do mưa, suy hao do hấp thụ, rất là nhiều các yếu tố. Thì đấy là đoạn giữa. Còn phía thu thì chúng ta có gì?
Chữ thu thì chúng ta có độ tăng x của anten phía thu, đúng không? Độ tăng x của anten phía thu thì được biểu diễn bởi gr max chia cho gì? Chia cho lr. Trong đó tương tự như bên phát, chúng ta có suy hao lr cho anten theo cái hướng lớn nhất có thể tạo ra, theo cái hướng mà có cái độ tăng x lớn nhất có thể tạo ra bởi anten. Chúng ta có suy hao do gì? Dây dẫn. Suy hao do dây dẫn. Và cuối cùng đó là suy hao do gì nhỉ? Cái này là đây là suy hao Pol là viết tắt của từ phân cực à, đúng không? Khi mà anten phát và anten thu không cùng phân cực là chúng ta có một cái đại lượng suy hao nhất định, đúng không các bạn nhỉ? Mình không rành lắm đâu nhưng mà đúng rồi, mình nhớ rồi. Ok. Đấy, nó có một cái phần suy hao nữa do cái sự không cùng phân cực giữa anten phát và anten thu. Pro là viết tắt của từ polarization. Thế thì tại sao mình phải đưa ra công thức đầy đủ này? Chúng ta không đi sâu vào các cái chi tiết, không đi sâu vào khảo sát từng cái tham số. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng công thức đầy đủ sẽ bị ảnh hưởng, tức là cái công suất nhận sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố hay những tham số nào trong hệ thống để sau này chúng ta có thể thiết kế. Còn việc đi sâu vào khảo sát cái hiện tượng vật lý liên quan đến từng tham số thì chúng ta không làm nhé. Chúng ta đã được học ở trong các môn học khác. Mục đích là chúng ta chỉ cần hiểu logic để tính toán và thiết kế hệ thống mà thôi. Đấy. Ok. Cái phần suy hao do lệch cực này thì mình không rành. Tuy nhiên mình hiểu rằng là do nếu anten phát và anten thu không cùng phân cực thì nó có một cái sự suy hao nhất định và chúng ta cần phải tính cả vào trong cái công suất nhận. Chỉ có vậy thôi. Còn nếu không nói gì thì chúng ta coi như nó bằng một lần. Cái này chắc các bạn rành hơn mình. Đúng không? Mới học xong. Rồi tạm vậy á. Có khi phải làm một ví dụ chứ lý thuyết hơi nhiều rồi. Ta làm một ví dụ này. Chúng ta xét một tuyến lên thì phải. Tuyến lên ở đây là có chạm mặt đất. Earth Station được trang bị một anten có đường kính 4 mét và được và có công suất trước anten là 100W. Tần số tuyến lên là 14G. Và nó sẽ phát xạ cái công suất này hướng tới một cái vệ tinh địa tĩnh ở khoảng cách 40.000 km. So với cái chạm mặt đất của chúng ta. Cái góc của vệ tinh, của anten vệ tinh có độ rộng là 2 độ, tức là cái góc 3 dB đấy, có độ rộng là 2 độ. Giả sử rằng chạm mặt đất nằm ở trung tâm vùng phủ của vệ tinh. Rồi, và do đó nó có cái độ lợi lớn nhất của anten vệ tinh. Rồi. Cái hệ số hiệu dụng của anten vệ tinh là 0,55 và của anten chạm mặt đất là 0,6. Tìm công suất nhận tại vệ tinh theo dBW, tức là sau anten vệ tinh tính theo dBW. Rồi, mời các bạn làm trong vài phút bấm đồng hồ. Thank you.
Xong chưa các em? Này dễ đúng không? Là dựa vào công thức lúc nãy thôi. Các bạn biết công suất phát tại trạm mặt đất rồi. Ta biết khoảng cách từ vệ tinh đến trạm mặt đất. À, chúng ta biết đường kính của anten và chúng ta cũng biết cái độ rộng góc theta 3 dB kia. Làm được chưa? Thì chữa nha. Trước hết là chúng ta tính cái độ tăng x. Các cái tham số có thể có tính được thì chúng ta tính hết đi ạ. Chúng ta tính được cái thằng g đi ạ, đúng không? Và t max tức là cái giá trị tăng x của anten tại trạm mặt đất lớn nhất có thể tạo ra bằng gì? Chúng ta có công thức là gì? Eta nhân với gì? Pi d trên lambda tất cả bình phương. Đúng không? Hay còn gọi là eta nhân với gì? Pi d lambda bằng c chia f, đúng không? F chia c tất cả bình phương. Ở đây eta bằng 0,6. D bằng mấy? 4 mét à? 4 mét. Còn f bằng 14 g. Đúng không? Thì giá trị này các bạn sẽ tính là khoảng 53,1 dBi. Được chưa? Cái AIRP của các bạn ấy sẽ bằng PT nhân với GT. Đây là trong trường hợp mà chúng ta tính theo dBi thì bằng PT cộng GT. Các bạn nhìn cái PT là gì? PT là cái công suất mà vào trực tiếp anten ấy. Vào trực tiếp anten tức là nó ở đây là chúng ta không cần quan tâm đến công suất phát của máy phát là gì, suy hao của dây dẫn là gì, đúng không? Do đó là chúng ta có thể tính được trực tiếp là PT nhân với GT thôi. Có thể là PT nhân với GT kia là 20 dB, đúng không bạn? PT là 100W tức là 20 dB là gì? Thế thì khi đó AIRP bằng bao nhiêu? 20 cộng với 53,1 đúng không? Bằng 73,1 dB. Tiếp theo là gì nữa?
Tiếp theo là gì? Bây giờ chúng ta đi Rồi tính đến thôi. suy hao. Suy hao cho không gian tự do. Đúng không nhỉ? LFS của chúng ta bằng gì? 92,44 đúng không? Cộng 20 log của 40.000 cộng 20 log của 14 trong trường hợp này chúng ta sẽ có giá trị bằng 207, bao nhiêu đây, 4 dB. Xong chưa? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta cần phải xác định GR max. Tức là chúng ta cần phải xác định độ tăng x lớn nhất được tạo ra tại anten của vệ tinh. Bằng bao nhiêu các bạn? Ở đây chúng ta không có đường kính của anten vệ tinh. Nhưng chúng ta có gì nhỉ? Nhưng chúng ta có giá trị theta 3 dB của anten vệ tinh. Đúng không? Mà lúc nãy chúng ta có công thức tính cái giá trị đây, chúng ta có thể có giá trị tính g max mà theo góc này, đúng chưa nhỉ? Thế thì chúng ta sử dụng công thức này là chúng ta có thể tính được cái độ tăng x tại anten vệ tinh, eta nhân với pi nhân với 70 chia cho góc này tất cả bình phương. Eta nhân với pi nhân với 70 chia cho 3 dB tất cả bình phương. Và nếu các bạn nào đặt bút thì các bạn sẽ tính ra bao nhiêu này? 38,2 dBi. Các bạn nên đặt bút nhé, bởi vì khi các bạn tính thì còn liên quan đến đơn vị. Ở đây mình làm tắt, mình đưa luôn ra đáp số bởi vì mình tính rồi. Khi mà các bạn chấp nhận cái tham số này mà các bạn không tính, khi mà làm bài tập là các bạn dễ bị bối rối về mặt đơn vị đấy. Sau đó các bạn đặt bút, các bạn tính đi. Thế thì chúng ta biết tất cả các tham số rồi, thế thì rõ ràng chúng ta có thể tính được cái PR max của chúng ta bằng 73,1 trừ 207,4 cộng 38,2 đúng không? Cho bằng trừ 96,1 dB. Phần này thì chúng ta đã làm rồi đấy. Thế nhưng trong các phần khác thì đa phần là mình cho rõ ràng cái đường kính của anten. Cả anten phát, cả anten nhận. Thì tuy nhiên trong cái phần này do muốn ôn lại một chút về các kiến thức của anten. Ví dụ như là mật độ, flux density gì nhỉ? Và các cái
tham số liên quan đến góc nhận của anten cũng như là góc 3dB, thì mình cho thêm cái mối quan hệ này để các bạn nhớ lại các kiến thức đã học ở trong môn anten và truyền sóng. Mục đích chỉ có vậy, còn logic để tính toán thì không có gì khác so với các bài trước mà chúng ta đã làm. Như vậy là chúng ta đã xét được phương pháp tính toán công suất nhận tại phiếu thu rồi. Tuy nhiên, để đánh giá hiệu năng hay đánh giá cái chất lượng của tín hiệu hay là hiệu năng của mỗi tuyến ấy, thì thành phần thứ hai là chúng ta phải bắt buộc phải xét đến, đúng không? Đó là thành phần gì nhỉ? Thành phần nhiễu, đúng không? Thế thì nhiễu trong hệ thống thông tin vệ tinh chúng ta cũng xét tương tự là nhiễu nhiệt như đã được học ở chương 1, vì vậy ta không nhắc lại ở đây nhiều. Thay vì vậy thì trong phần này ta sẽ làm rõ hơn một chút về cái nhiệt độ tạp âm của toàn hệ thống thu, ký hiệu là TS chẳng hạn. Vì đây là tham số sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống thu. Chúng ta có có cái đơn vị Fisher Merit là G chia T, đúng không? G chia T. Chất lượng của tín hiệu thu sẽ ảnh hưởng trực tiếp bởi cái tham số này. Giá trị này càng lớn thì chất lượng thu càng tốt, máy thu càng tốt. Do đó ta sẽ làm rõ cái nhiệt độ tạp âm hệ thống ở đây. T này nhiều khi các bạn nhìn thấy trong một vài tài liệu, đó là TS, là T system. Trước đây thì ta xét cái TS này trong trường hợp là chúng ta nối trực tiếp anten đến máy thu mà không qua feeder. Thế do đó nhiệt độ tạp âm hồi đó chúng ta chỉ cần công nhận với nhau là nhiệt độ tạp âm của hệ thống sẽ bằng tổng nhiệt độ của anten và nhiệt độ của tạp âm tương đương của máy thu mà thôi, đúng không? Hồi trước chúng ta học là TS bằng gì? TA cộng TE, trong đó TE là nhiệt độ tạp âm tương đương. Ở đây ta sẽ làm rõ hơn một chút bằng cách xét thêm một cái feeder, xét thêm một cái dây dẫn như ở hình phía trái, hình bên trái. Như vậy trong cái mô hình này ta có 3 thành phần: 1 anten, 2 feeder và hệ thống thu. Và nhiệt độ tạp âm tương ứng các bạn tương ứng các bạn có thể nhìn thấy trên hình vẽ, đó là TA, TF và TRX. Ở đây các bạn ký hiệu ở đây nhìn như này là TFRX này, nhưng các bạn có thể bỏ cái TRX tùy, TF thôi được. Trong thực tế thì nếu TF mà không cho gì, không nói gì ấy, vẫn có feeder, thì TF sẽ bằng nhiệt độ nền của chúng ta hay nhiệt độ phòng của chúng ta và bằng 290 độ K. Đấy. Thế còn nhiệt độ của anten kìa, thực tế là nó phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố. Đây là nhiệt độ tạp âm của anten chứ không phải nhiệt độ anten nha các bạn nhé. Nhiệt độ tạp âm của anten phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố đấy. Từ tần số này, đến góc ngẩng này, rồi đến các cái điều kiện về thời tiết nữa. Thế tuy nhiên trong giới hạn của môn học này thì thông thường là thầy sẽ cho thẳng và coi đó là một hằng số. Coi đó là một hằng số. Chứ còn trong thực tế nếu chúng ta khảo sát cẩn thận ra ấy, thì nhiệt độ tạp âm của anten kia phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố. Trong đó có 3 yếu tố mình vừa nói đấy: tần số này, góc ngẩng này, và các cái điều kiện về thời tiết nữa. Rất là phức tạp. Phần này các bạn nếu muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể đọc trong cái quyển sách gì nhỉ? Satellite Communication System. Thế thì nhiệt độ tạp âm có thể xác định trong trường hợp này có thể xác định tại 2 điểm, đúng không các bạn? Như các bạn nhìn thấy ở trên hình vẽ tại T1 và tại T2. Nếu nhiệt độ tạp âm mà chúng ta xét tại T1 thì nó bao gồm 2 thành phần. Đó là thành phần tạp âm của anten và thành phần thứ hai đó là toàn bộ cái hệ thống phía sau này. Đúng không? Toàn bộ cái hệ thống phía sau. Bao gồm cả feeder, bao gồm cả RX.
Thế thì do đó chúng ta có thể viết T1 bằng TA cộng với nhiệt độ của cả hệ thống con kia. Đúng không? Với hệ thống con kia thì bao gồm hai thành phần nối tiếp nhau là feeder và RX. Thế thì do đó chúng ta có thể sử dụng công thức Friis trước đây đã học để chúng ta tính được nhiệt độ tạp âm tương đương của cả hệ thống con bằng sau kia. Đúng không? Đấy. Bản chất của nó là bằng nhiệt độ của feeder mà cộng với chúng ta có công thức Friis liên quan đến nhiệt độ đấy. Đấy. Thế trong trường hợp này thì chúng ta có feeder là cái thành phần suy hao, do đó là nhiệt độ tạp âm của cả feeder này, nhiệt độ tạp âm của feeder này tính bằng LFRX trừ 1 nhân với TF. Còn thành phần thứ hai là RX thì chúng ta áp dụng công thức Friis, rõ ràng là chúng ta có công thức là TERX mà chia cho cái độ lợi của cái feeder kia. Trong trường hợp này nó lại bằng gì nhỉ? 1 chia cho 1 chữ L FRX. Đúng không? Đấy. Thế còn T2 thì sao? Chúng ta thấy rằng là với nhiệt độ tạp âm tại T2 thì nó bị suy giảm bởi feeder. Feeder là thành phần suy hao. Nhiệt độ tạp âm đi qua thành phần suy hao thì nó cũng bị suy hao, đúng không bạn? Bởi vì bản chất của nó chẳng qua nó là cái mật độ phổ thôi. Mật độ phổ công suất nhiễu thôi. Thế thì mật độ phổ công suất nhiễu mà đi qua khuếch đại thì nó khuếch đại, còn đi qua suy hao thì nó cũng suy hao. Thế do đó nếu muốn tính cái nhiệt độ tạp âm tại T2 kia thì chúng ta dễ dàng, chúng ta chỉ cần lấy T1 mà chúng ta chia cho cái LFRX. Đấy. Thế thì chúng ta thay số bên trên thì chúng ta sẽ tính được là TA mà chia cho LFRX cộng với cả cái thành phần phía sau này cũng chia cho LFRX. Thế thì ở đây LFRX trừ 1 mà chia cho LFRX thì chúng ta sẽ có 1 đảo ngược lại, 1 trừ đi 1 chia cho LFRX. Còn thành phần bên trên này, thành phần cuối cùng này, thành phần thứ 3 này, bản chất của nó là TERX mà nhân với LFRX, do đó khi mà chia thì chúng ta mất cái thành phần LFRX, chúng ta chỉ còn mỗi cái TE của RX mà thôi. Và T2 được gọi là nhiệt độ tạp âm của cả hệ thống. Đây chính là TS đấy các bạn. Đấy, đây chính là TS. Và các bạn để ý nếu không có feeder nhé, thì TS chính bằng TA cộng TE. Câu này chúng ta chỉ nhắc lại một chút, bởi vì thực ra là phần này hình như các bạn cũng được học trong môn tương tự 2 thì phải. Trong môn tương tự 2 thì phải, đúng không? Ở đây mình nhắc lại thôi. Khảo sát lại một chút để chúng ta rõ hơn, chứ còn bản chất thì nếu không có feeder thì nó chỉ cần là tổng của tạp âm TA và nhiệt độ tạp âm của cả hệ thống phía sau thôi. Tuy nhiên mình nhắc lại lưu ý là gì? Nhiệt độ tạp âm của anten đây kìa. Trong thực tế nó rất phức tạp đấy. Nó phụ thuộc vào góc ngẩng, vào tần số và cả cái điều kiện thời tiết đấy. Thế nên là nếu đi sâu vào là rất phức tạp. Còn ở đây là mình cho luôn, gần như là cho luôn là một hằng số nhé. Điều kiện trời mà trong như thế nào, mà trời có tuyết hay có mưa thì nó sẽ như nào, nó phụ thuộc cả đấy các em. Để các bạn để ý giúp. Ví dụ tiếp nhỉ. Ví dụ một chút ở phần này. Rồi, ok, chúng ta làm ví dụ này trong mấy phút. Rồi buồn nhau. Làm xong chúng ta nghỉ giải lao một tẹo.
Xong chưa các bạn? Dễ quá, còn gì nữa? Trường hợp 1 thì chúng ta có T chỉ cần tính bằng TA cộng TE thôi đúng không? 50 cộng 50. 100 độ K. Còn trường hợp 2 chúng ta sử dụng công thức vừa rồi thôi. T sẽ bằng gì nhỉ? TA chia cho LF RX cộng TF chia cho 1 trừ đi cái này cộng TE đúng không? Này chẳng qua là chúng ta phải đổi một chút thôi. Bởi vì trong công thức này chúng ta phải đổi để hở tuyến tính đúng không? Rồi thế thì chúng ta có là gì? 50 chia cho 10 mũ 0,1 à? Đúng không? Cộng TF bằng 290 đúng không? 290. 290 mà nhân với 1 trừ đi 1 chia cho LF RX cũng là 1 chia cho 10 cũng 0,1 đúng không? À, cộng với 50 nữa là sao? Bằng 149,3 độ K. Thì ở đây các bạn có thể thắc mắc với nhau là gì? Tại sao cái thành phần phần feeder nó có mà nó lại làm tăng nhiệt độ lên? Tăng cái nhiệt độ tạp âm lên. Trong khi bản thân nó là thành phần suy hao. Đáng nghĩa nó có thì nó phải giảm cái nhiệt độ lên, giảm cái nhiệt độ đi đúng không? Nhưng mà khi mà nó có thì nhiệt độ tạp âm của hệ thống tăng lên. Đây là các bạn lưu ý là gì? Mặc dù là cái thành phần feeder này nó sẽ giảm cái nhiệt độ tạp âm của anten ấy. Thế nhưng mà bản thân nó cũng tạo ra một cái nhiệt độ tạp âm. Đúng không? Thế do đó là tổng nhiệt độ tạp âm của toàn bộ hệ thống là sẽ tăng lên. Trong trường hợp này là tăng lên 50 độ K so với trường hợp không có. Ý nghĩa của nó là như vậy. Ok, chúng ta tạm nghỉ mấy phút nha.
ta học tiếp nhé. Okay, trong phần này ta sẽ đánh giá cái hiệu năng của từng tuyến truyền. Sau đó ta sẽ đánh giá hiệu năng của toàn tuyến sau. Thế thì để đánh giá cái chất lượng tín hiệu của một tuyến truyền bằng sóng tương tự thì ta sử dụng tham số C trên N0. C trên N cũng được nhưng nó phụ thuộc vào cái thiết bị, vào cái băng thông mà chúng ta lọc nhiễu. Do đó chúng ta sử dụng tham số C trên N0. Một số sách chúng ta có thể đọc là chúng ta thấy người ta còn sử dụng cái tham số C trên T, trong đó T là nhiệt độ tạp âm của cả hệ thống. Trong trường hợp này thì C là công suất của sóng mang tại đầu vào của máy thu nhé, PRX. Trong khi đó N0 có giá trị bằng K chia cho K nhân T, trong đó T là nhiệt độ tạp âm của hệ thống, đúng không? Thế thì các bạn thấy rằng là thực ra là C trên N0 hay là C trên T thì cũng giá trị là tương đương, bởi vì K là hằng số mà. Đơn vị trong trường hợp mà chúng ta sử dụng C trên N0 thì đơn vị sẽ là watt. Bởi vì sao? Bởi vì công suất của chúng ta đơn vị là watt. N0 của chúng ta là mật độ phổ công suất thì có đơn vị là watt trên hertz. Thế do đó C trên N0 đơn vị là hertz, đúng không? Rồi. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy biểu diễn của C trên N0 bằng cách chúng ta ghép hai thành phần C và N0 vừa mới tìm được ở những slide trước. Ở đây các bạn lưu ý là cả cái cụm trên này là biểu diễn của C chúng ta mới tìm được lúc nãy xong, PRX, đúng không? Đây mình mở lại cái slide đây đây cho các bạn xem. Đây chính là PRX. Trong trường hợp này chúng ta viết khá đầy đủ liên quan tới tất cả các tham số của hệ thống, từ feeder, suy hao của đường truyền, suy hao của trong không gian tự do và trong khí quyển của chúng ta, cũng như là các cái lỗi phát sinh do phân cực hay là không cùng hay là lệch tia, lỗi pointing error của anten phát và anten thu. Đấy. Cả thành phần mình vừa gạch chân màu đỏ kia, đó chính là PRX của chúng ta. Hay trong trường hợp này chúng ta ký hiệu là C. Còn N0 của chúng ta thì bằng K nhân T. Đúng không? N0 của chúng ta thì bằng K nhân T. Và T của chúng ta là T hệ thống. Do đó, nó có thể viết được bởi công thức mà chúng ta vừa mới tìm được như thế này. Công thức số 2. Còn K của chúng ta là thành phần hằng số mình tách riêng ra. Đấy. Chúng ta có thể viết lại cái công thức bên trên bằng công thức số 2, viết theo kiểu logic. Tức là chúng ta có transmit ERP, chúng ta có path loss, chúng ta có receiving gain, chúng ta có nhiệt độ tạp âm tương đương. Đấy. Và khi viết theo logic như vậy thì chúng ta ký hiệu bằng công thức như công thức số 3. Được chưa? Lưu ý ở đây L là path loss, là tổng suy hao trên đường truyền, bao gồm cả suy hao trong không gian tự do và suy hao trong khí quyển của chúng ta. G trên T được đại diện bởi phía thu. G trên T là đại diện chất lượng của phía thu. Chúng ta còn gọi đó là physical merit của phía thu đấy. Trong đó G là tổng hợp tất cả các độ lợi có thể có. Độ lợi có thể có là gì? Có thể có là bao gồm cả khuếch đại và bao gồm cả suy hao. T là T của hệ thống, đã được tính toán trong công thức số 2 bên trên. Được chưa? Thế thì đây là cái cách biểu diễn giúp chúng ta dễ hiểu, giúp chúng ta có thể cái hình dung về mối quan hệ về mặt tỷ số C trên N với các thành phần đại diện cho bên phát, đại diện cho đường truyền và đại diện cho bên thu.
Ví dụ ta có thể đánh giá cái chất lượng của một tuyến lên với mô hình sau. Đây, mô hình này mô tả tuyến lên của chúng ta từ một trạm mặt đất lên đến vệ tinh. Thế thì giống như công thức ở slide trước, chúng ta sẽ mô tả cái mối cái chỉ số CTN0 bằng mối quan hệ logic giữa các cái bên với nhau. Cụ thể, trong trường hợp này chúng ta muốn tính CTN0 của tuyến lên, tức là CTN0 tại đầu vào của vệ tinh, tại đầu vào máy thu của vệ tinh, xin lỗi các bạn. Ký hiệu là CTN0U, U viết tắt của từ uplink. Và tương tự như slide trước thì CTN0U bao gồm 3 thành phần, không kể thành phần hằng số. Đó là EIRP của bên phát, tức là EIRP của trạm mặt đất. Đúng không? Trạm mặt đất. Thành phần thứ hai đó là suy hao của đường truyền tuyến lên. Ký hiệu ở đây là 1 trị L U. Và thành phần thứ ba đó là đại diện cho bên thu. G chia T, satellite link. Đấy. Satellite thì đúng hơn, satellite, không cần link. Thế thì lưu ý là G ở đây mình có nói đến slide trước, đó là tổng hợp độ lợi, các độ lợi có thể có nhé. Nó bao gồm không chỉ độ khuếch đại của anten tại phía thu đâu, mà nó bao gồm cả cái suy hao phát sinh khác, ví dụ như của feeder chẳng hạn. Tương tự như vậy, ta cũng có thể biểu diễn C trên này là không cho tuyến xuống trong slide sau. Hình vẽ này mô tả cái tuyến xuống của chúng ta từ vệ tinh xuống trạm mặt đất. Thế thì C trên N0 của tuyến xuống thì mình sẽ ký hiệu là C trên N0D. D viết tắt của gì? Downlink. Thế khi biểu diễn như vậy thì thành phần EIRP kia sẽ của vệ tinh. Cô sẽ của vệ tinh. Thế trong trường hợp này nó sẽ bằng PTX kìa kìa. Nhân với GT mà chia cho gì? Chia cho LFTX đúng không? Chia cho LFTX. Thực ra nó phải liên quan cả cái thành phần theta t kia nữa. Đấy, nhưng mà chúng ta viết chung lại đó là EIRP của satellite. Một trên L là của tuyến xuống. Chúng ta phải phân biệt nữa ra một trên L của tuyến lên hay của tuyến xuống. Lý do là giá trị suy hao này là khác nhau, bởi vì nó liên quan đến tần số khác nhau. Tần số tuyến lên thường cao hơn tần số tuyến xuống, như chúng ta đã học ở buổi học trước. Và cuối cùng đó là đại diện cho bên thu G trên T của trạm mặt đất. Đấy. Khá là dễ đúng không các bạn? Đấy. Và chúng ta có thể làm một cái bài tập. Trong phần này chúng ta có thể làm một cái bài tập nhỏ nhỏ. Cũng không nhỏ lắm đâu. Đây. Chúng ta cũng xét một tuyến lên như vậy. Có tần số là 14 GHz. Với trạm mặt đất thì chúng ta có công suất máy phát là bằng 100W. Suy hao feeder là 0,5 dB, đường kính anten là 4 m và hệ số hiệu dụng là 0,6. Ở đây chúng ta có cái pointing error, tức là cái góc là 0,1 độ. Đây là góc lệch so với cái hướng mà có thể tạo ra cái độ tăng ích lớn nhất của anten đấy. Khoảng cách giữa trạm mặt đất và vệ tinh là 40.000 km, và hấp thụ suy hao do khí quyển của chúng ta là 0,3 dB, khá là bé trong trường hợp này, chắc là không đáng kể do mưa. Còn với vệ tinh thì chúng ta có góc 3 dB bằng 2 độ. Chúng ta có
Hệ số hiệu dụng quang ten vệ tinh là bằng 0,55. Rồi, chúng ta có noise figure của cái hệ thống thu của chúng ta là 3 dB. Ngoài ra thì suy hao dây dẫn trong vệ tinh là bằng 1 dB. Nhiệt độ tạp âm của feeder của chúng ta bằng 290 độ K. Và nhiệt độ tạp âm của anten cũng bằng 290 độ K. Tính C trên R0 trước đầu vào máy thu của vệ tinh. Chúng ta thử làm bài này trong mấy phút.
Phần này có khá nhiều bài tập, do đó các bạn chịu khó đặt bút chút. Ở đây chúng ta tính C trên R0 của tuyến lên. Do đó, chúng ta cần tính EIRP tại trạm mặt đất, suy hao tại đường truyền và G trên T của satellite, theo công thức vừa rồi đã học. Đúng không? Vừa rồi học thì chúng ta có gì? C trên N0. U sẽ bằng gì? EIRP của trạm mặt đất. Đúng không? 1 trên LU. Nhân với gì nữa? G chia cho T của sát. Nhân với 1 chia cả. Đấy. Công thức rất là tường minh và các cái tham số liên quan đến công thức, liên quan đến các tham số cũng cho rồi. Chúng ta chỉ mất thời gian để mà tính toán thôi. Do đó các bạn chịu khó đặt bút một tẹo. Ở đây có bài, ở đây cái dữ kiện cho sẽ hơi khác so với bài lần trước, bởi vì chúng ta có cái độ lệch tia kìa. Lỗi do lệch tia kìa, pointing error. Khi mà có lỗi lệch tia như vậy thì chúng ta tính cái suy hao so với cái hướng bức xạ lớn nhất được tạo ra bởi anten. Đúng không? Chính vì vậy cái IRP của chúng ta tại trạm mặt đất sẽ bằng PTX nhân với gì? GT max, đúng không? Nhưng phải chia không chỉ cho suy hao của dây dẫn mà còn suy hao của độ lệch tia nữa. Đấy. PTX của chúng ta bằng bao nhiêu? 100W, đúng không? Do đó bằng 20 dB. GT max của chúng ta có công thức là gì? Eta pi d trên lambda tất cả bình phương. Eta của chúng ta bằng 0,6. Eta bằng 0,6. D của chúng ta bằng mấy? 4 mét à? 4 mét. F của chúng ta bằng 14 ghi. Đây chúng ta có thể đổi thành eta pi d f chia c tất cả bình phương, đúng không? Rồi. Giống lúc nãy, đúng không? Như vậy chúng ta có thể sử dụng cái hệ để tăng x mà lúc nãy ta tìm ở ví dụ trước là 53,1 dBi. Còn LT của chúng ta lúc nãy tìm chúng ta có công thức là gì nhỉ? Nếu tính theo dB của chúng ta, đúng không, thì LT của chúng ta có công thức là 12 nhân với gì nhỉ? Theta T chia cho theta 3 dB tất cả bình phương. Các bạn thử tính cái giá trị này xem bằng bao nhiêu. Các bạn có nhớ công thức lúc nãy không nhỉ? Mình mở lại một tẹo nhé. Cái phần đăng ten đấy. Đây.
Cái góc Theta 3 dB kìa. Sẽ bằng 70 nhân với C chia cho FD. F ở đây là F up đúng không? Như vậy nghịch đảo của 3 dB chính là F nhân D chia cho 70C đúng không? Do đó chúng ta có thể viết lại Do đó chúng ta có thể viết LT trong trường hợp này bằng 12 nhân với gì? Theta T nhân với D nhân F F up đúng không? Chia cho 70C. Tất cả bình phương. Nếu mà D nhân F chia 70C thì đơn vị của nó là degree rồi. Quên xin lỗi các bạn là 1 chia degree rồi. Cái theta của chúng ta cũng là degree. Do đó nó triệt tiêu và chúng ta có LT ra là đơn vị là dB. Lý do như vậy nên là mình yêu cầu các bạn đặt bút đấy. F bằng 14 GB đúng không? Các bạn nào mà không không để ý thế thì lại phải hỏi xem là F up đơn vị của nó là hex hay là giga. Nếu không đặt bút. Đây nha, đáp số ở đây mình cho trước xong là các bạn về các bạn. Nếu không đủ thời gian các bạn xem lại xem là F up của các bạn sẽ là đơn vị là gì. Trong trường hợp này chúng ta sẽ tính được LT bằng 0,9 dB. Để các bạn tự suy ra xem là F up đơn vị là gì, giga hex hay là hex nhé. Rồi. Thế còn LFTX của các bạn trong bài dữ kiện này cho bằng bao nhiêu? 0,5 dB. Đúng không? Như vậy các dữ kiện của chúng ta đều có hết rồi và chúng ta dễ dàng tính được ERP của chúng ta bằng 20 cộng 53,1 trừ 0,9 trừ 0,5, tức là trừ đi 1,4. Do đó giá trị AIRP của các bạn bằng 73,1 trừ 1,4. 71,7 dB. Như vậy chúng ta đã xong một tham số liên quan đến C trên N0. Tham số thứ hai liên quan đến giá trị cần tính đó chính là suy hao toàn tuyến. Suy hao toàn tuyến của chúng ta ký hiệu là U chẳng hạn, bao gồm hai thành phần. Đó là suy hao trong không gian tự do và suy hao do khí quyển hấp thụ. Suy hao trong không gian tự do lúc nãy chúng ta tính ở bài ở ví dụ trước ấy, là bằng bao nhiêu nhỉ? 207 rồi, bởi vì mình nhớ là mình cho để có thể tận dụng lại được 207,4 dB. Thế còn LA trong trường hợp này bằng có 0, mấy nhỉ? 0,3 dB. Do đó LU của chúng ta bằng 207 cộng 0,3 đúng không? Bằng 210,4. À đâu? 207,7 chứ. 207,7 dB. Thành phần thứ ba đó là G chia T. Nên LU chúng ta bằng LFS cộng LA 207,7. Thành phần thứ ba của chúng ta chính là G chia T tại satellite. Nào chúng ta thử xem là T thì chúng ta sử dụng công thức lúc nãy thôi. Thế còn G thì bao gồm những thành phần gì? Quay lại bài dữ kiện của bài.
G của chúng ta bao gồm những thành phần gì? Trước hết, G sẽ bao gồm cái độ tăng X mắc của anten. Độ tăng X mắc của anten. Sau đó sẽ bao gồm suy hao của feeder 1 dB. Có suy hao không lệch cực không nhỉ? Không có suy hao lệch cực. Chúng ta có góc 3 dB bằng 2 độ, như vậy chúng ta sẽ có suy hao LR do Poynting error. Như vậy chúng ta sẽ có 3 thành phần suy hao. Xin lỗi, 2 thành phần suy hao và 1 thành phần khuếch đại, là chúng ta có cái độ lợi tổng cộng G. Thế còn T thì chúng ta sẽ tính theo công thức lúc nãy, đúng không? Theo công thức đã tìm được. T chính là T2 của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính. Trước hết là G nhé. Hay chúng ta viết cả ra nhỉ. G trên TG của chúng ta sẽ bằng GR max này. R max này. Chia cho gì? LR tức là suy hao do Poynting error này. Chia cho L của dây dẫn này. Đấy. Các bạn lưu ý là nếu có suy hao của lỗi lệch cực, tức là gì, phân cực giữa bên phát và bên thu nó không đồng nhất với nhau ấy, chúng ta phải tính cả vào trong trường hợp này nhé. Trong trường hợp này nó không nói gì thì chúng ta coi nó bằng không, hoặc là chúng ta không ghi vào đây nữa. Còn anten, đây thành phần G này. Còn nhiệt độ tạp âm này. Nhiệt độ tạp âm của chúng ta thì có công thức rồi, đúng không? Chia cho gì? TA chia cho LF RX này. Cộng T của feeder chia cho 1 trừ đi 1 chia LF RX này. Cộng với nhiệt độ tạp âm của máy thu này. Cái này chúng ta vừa mới tính xong. Thế thôi. Như vậy bây giờ chúng ta chỉ cần tính từng thành phần một. Cái GR max này chúng ta không có cái đường kính của anten, nhưng chúng ta lại có cái góc này. Do đó chúng ta có thể tính được dựa theo công thức liên quan đến góc 3 dB kia. Đúng không? Lúc nãy chúng ta đã làm một lần rồi đấy. Lúc nãy làm một lần cái hệ số tương tự của chúng ta ra 38,2 gì đấy đúng không? Làm một lần rồi, bây giờ chúng ta sử dụng lại thôi. GR max của chúng ta thì viết lại một lần nữa. Sẽ bằng eta nhân với, đáng lẽ công thức của nó như này, PD trên lambda đúng không? Tất cả bình phương đây, đúng không? Nhưng chúng ta có mối quan hệ PDF chia C, chúng ta có cái DF chia C kìa. Là có thể viết theo cái góc 3 dB đấy. Do đó chúng ta có thể viết bằng gì? Eta nhân với pi nhân với 70 chia cho cái góc 3 dB tất cả bình phương. Đúng không? Không biết các bạn còn nhớ không, bởi vì mình
Ở đây mình không gửi slide trước, do đó pi nhân 70 chia cho góc 3 dB tất cả bình phương. Oh. Bằng 0,55 pi nhân 70 chia cho gì? 2 độ đúng không? 2 độ. Tất cả bình phương. Cái này nó bằng 38,2 dB2. Máy tính lúc nãy rồi. Rồi còn LR. LR này thì chúng ta tính như LT ở phía bên phát đấy. Bằng 12 nhân với theta R chia cho 3 dB. Tất cả bình phương. Rồi mới nhìn. Phần này cho thiếu rồi. Phần này thầy cho thiếu rồi. Phần này như là phải cho góc bằng 1 phần 2 góc theta dB. Tức là gì? Tức là cái chạm mặt đất kia nó nằm ở cái cạnh của cái vùng phủ 3 dB kìa. Thầy cho thiếu. Nó phải cho theta R. Ở đây bằng cũng bằng 1 độ. Bằng 1 độ. Lỗi các bạn nha, cửa chỗ này cho thiếu đấy. Sau đó cái LR này nếu tính 1 độ thì bằng 10 à, bằng 3 dB thôi. 3 dB. Đó, 1 phần 2 bình lên nhân với 12 mà bằng 3. Rồi. Thế còn mỗi cái thành phần T nữa thôi. Đúng không? T theo công thức lúc nãy. Theo cả công thức này. TA thì bằng 290 TF. LF thì bằng 10 mũ 0 phẩy mấy đấy. 10 mũ 0,3 đúng không? Bởi vì suy hao của feeder bằng 3 dB mà. Suy hao của feeder bằng 3 dB mà. Chúng ta sử dụng lại công thức lúc nãy. T bằng gì nhỉ? Lại quên công thức. TA là bằng 290 đúng không? Hai chín mươi chia cho 10 mũ 0,3 0,1 hay 0,3 các bạn. Một xin lỗi các bạn. Đây suy bằng không bằng 0,1 chứ không phải là 3 dB đâu. 3 dB đó là cái noise figure của cả hệ thống thu ấy. Thế còn suy hao feeder của nó chỉ bằng 1 dB thôi. Mình giật mình. Vì mình cố tình cho nó giống bài trước mà. 290 chia cho 10 mũ 0,1 cộng với 290 nhân với 1 trừ đi 1 chia cho 10 mũ 0,1. Đúng không? Cộng với 290 nữa. Đấy. Cái này 10 log 10 lên. Thì giá trị như lúc nãy thôi. Các bạn có giá trị bằng bao nhiêu nhỉ? Không như đâu. Để mình xem lại đáp số ạ. Tóm lại là G trên T của các bạn T
tính xa ra sẽ bằng 6,6 dB K mũ trừ 1, tức là dB chia K đấy. Phần này các bạn có thể về các bạn tính lại giúp thầy nhé. Như vậy chúng ta đã biết tất cả các cái hệ sống, hệ tham số của chúng ta đúng không? Chúng ta biết EI, RP, chúng ta biết LU, chúng ta biết G trên T. Đấy. Thế thì chúng ta thay số vào thì C trên N0 của các bạn đáp số cuối cùng nó sẽ bằng 99,2 dBh. Tức là chúng ta đã 10 log 10 rồi nhé. Còn bình thường nó đơn vị là hết. Rồi. Đấy là cái bài tập phần này. Phần nào mà chưa rõ phần này thì chúng ta làm về nhà làm thêm giúp thầy nhé. Hoặc là làm lại cái bài này giúp thầy. Mình cho đáp số tổng để các bạn có thể lần ra được cái mối quan hệ về mặt đại lượng vật lý hoặc là các cái đơn vị trong công thức. Và có thể rõ ràng hơn. Miễn là chúng ta đặt bút. Rồi chúng ta làm tiếp cái phần sức ảnh hưởng của cái quyển của chúng ta. Thế thực ra là trong khi truyền của chúng ta, khi mà truyền sóng thì sóng mang sẽ chịu ảnh hưởng bởi tầng khí quyển nữa. Theo cả chiều lên và chiều xuống. Thế thì lúc nãy này khi chúng ta làm bài tập này có một cái hệ số đó chính là LA đấy các bạn. Chính là LA đấy. Khi mà chúng ta làm bài tập lúc nãy đấy. Trong thông tin vệ tinh thì tần số chúng ta sử dụng là 1 đến 30 GHz. Đúng không? Do đó thì khi mà truyền qua tầng khí quyển ấy, thì có nhiều cái tác động khác nhau lên chất lượng của việc truyền sóng. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy ở trên slide, gió mưa, gió tuyết và rất nhiều các cái hiện tượng vật lý khác. Và tuy nhiên là phần lớn suy hao trong khí quyển sẽ xảy ra tại tầng đối lưu. Và chủ yếu là do mưa, do tuyết, đặc biệt là tuyết ẩm. Đặc biệt là tuyết ẩm. Nhưng mà chúng ta coi đó là mưa. Trong trường hợp này cho nó dễ. Những cái hiện tượng này nó sẽ tạo ra cái sự hấp thụ năng lượng. Tức là nó mất năng, cái sóng truyền của chúng ta sẽ mất năng lượng. Ngoài ra thì còn tạo ra cái sự lệch phân cực giữa biện phát và biện thu như lúc nãy chúng ta thấy đấy. Chúng ta nhìn thấy cái suy hao lệch cực ấy. Do ăn tiết và do ăn tiền phạt và bên ăn tiền thu. Và nếu là tuyết khô thì ít tạo ra ảnh hưởng hơn. Chủ yếu là ảnh hưởng là do mưa thôi. Đặc biệt là với các tuyến truyền có tần số trên 10 GHz. Thế thì ở đây chúng ta xét cái tác động của khí quyển qua thành phần trội. Đó là suy hao do mưa. Với suy hao do mưa thì để định lượng hóa nó thì khá là phức tạp. Ở đây thì chúng ta sử dụng một công thức đơn giản. Suy hao do mưa sẽ bằng một hệ số suy hao do mưa nhân với tổng cái quãng đường mà ở đó sóng truyền chịu ảnh hưởng bởi mưa. Cho dễ nhất, ở đây lúc này chúng ta ghi là bằng alpha r nhân với le. Trong đó gamma r là hệ số suy hao trung bình do mưa. Do đó nó có đơn vị là dB chia cho km. Còn LE là quãng đường hiệu dụng rồi, xảy ra mưa. Tất nhiên, đơn vị là km. Đấy. Thế thì gamma R kia để mà khảo sát chi đi ra thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Địa hình này, tần số, lượng mưa trung bình. Và trong thực tế thì xác định cái suy hao do mưa này khá là phức tạp. Phần này chúng ta có thể đọc thêm ở trong sách lúc nãy mình nói đấy, ở trong chương 5. Còn trong giới hạn của môn học này thì mình chỉ giới thiệu qua để chúng ta có thể xét đến trong việc là thiết kế và tính toán tuyến. Các bạn đợi mình một tiếng.
Thầy ơi, hình như là thầy đang tắt tiếng. Ôi, mình tắt tiếng từ lúc nào nhỉ? Lâu chưa các em? Mới được một lúc vậy. Mình lại phải nói lại cái chỗ này. Ơi, mình nói lại cái chỗ này cả. Ok, mình sẽ nói lại cái slide này nhé. Cái phần này thì chúng ta sẽ khảo sát toàn bộ cái tuyến truyền của chúng ta, bao gồm cả bên phát, xin lỗi, bao gồm cả cái tuyến lên, bao gồm cả cái tuyến xuống, và một cái vệ tinh hoạt động theo dạng đơn giản. Tức là gì? Trong vệ tinh này chúng ta sẽ có toàn bộ cái băng thông của chúng ta sẽ được chia thành các cái băng con, và mỗi băng con sẽ tương ứng với một cái kênh vệ tinh, hay còn gọi là một cái transponder. Trong cái transponder này thì bao gồm một cái bộ khuếch đại công suất, và nó có thể có một sóng ngang hoặc nhiều sóng ngang trong cái băng con này. Bởi vì vệ tinh ở đây khá là đơn giản, thế nên là các cái chức năng liên quan đến điều chế và giải điều chế không được trang bị cùng. Bởi vì khi mà trang bị cùng ấy thì cái ảnh hưởng của nó nên chất lượng tín hiệu chúng ta cũng phải tính đến. Còn trong trường hợp này thì chúng ta chỉ xét đơn thuần nó là khuếch đại tín hiệu repeater mà thôi nhé. Do đó các bạn có thể nhìn thấy cái từ repeater đại diện cho cả một cái vệ tinh. Trong cái hình vẽ này thì chúng ta để ý đến một vài cái tham số quan trọng. Ví dụ ở đây C trên N là U và C trên ND đại diện cho chất lượng của tín hiệu tại đường truyền lên và đường truyền xuống mà chúng ta đã khảo sát lúc nãy. Ngoài ra thì chúng ta có C trên N0, T ở đây là chất lượng của tín hiệu trên toàn tuyến của chúng ta. Lát nữa chúng ta sẽ tìm mối quan hệ giữa C0T và C0U cũng như là C0D. Ngoài ra chúng ta có công suất nhận, công suất đầu vào và công suất đầu ra của một cái bộ khuếch đại. Ký hiệu là PIN, PON, trong đó I và O viết tắt của input và output. Thế còn N là gì? N là number of carrier. Number of carrier trong mỗi một cái transponder này. Vừa rồi mình nói rằng trong mỗi một cái transponder kia thì có thể có một sóng mang hoặc có thể nhiều sóng mang. Do đó giá trị của N kia phản ánh số lượng sóng mang mà bộ khuếch đại có thể khuếch đại trong mỗi kênh vệ tinh trong trường hợp này nhé. Không biết là các bạn có học cái bộ khuếch đại tuyến tính không, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có một sóng mang, nếu chúng ta ở đây chúng ta để chỉ xét là một sóng mang thôi, mà bộ khuếch đại này hoạt động mà đầu ra của nó là lớn nhất, thì bộ khuếch đại này được gọi là ở trạng thái gì nhỉ các bạn nhỉ? Bão hòa đúng không? Saturation đúng không? Đấy. Thế thì trong thông tin vệ tinh ấy, chúng ta cũng phải để ý cái điều đó. Nếu trong một transponder chỉ có một sóng mang và bộ khuếch đại của chúng ta làm việc ở chế độ cao nhất, tức là gì? Đầu ra của nó sẽ là lớn nhất, thì bộ khuếch đại này được gọi là ở trạng thái bão hòa. Bởi vì sao? Bộ khuếch đại của chúng ta là gì nhỉ? Phi tuyến mà. Khi mà đầu vào tăng thì nó tăng như này, nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó nó sẽ giảm xuống, đúng không? Nó sẽ giảm xuống. Đấy, cái điểm mà nó bắt đầu giảm ấy được gọi là điểm bão hòa. Rồi còn chú ý gì nữa trong cái trường hợp này không? Bão hòa tiếng Anh là gì nhỉ? Saturation. Thế thì để đánh giá chất lượng của toàn bộ tuyến truyền thì ta sẽ biểu diễn giá trị C trên N0T.
đúng không? C trên N không T. Đồng nghĩa với nó là gì? Chúng ta phải xác định được cái mật độ phổ công suất N không. Thế thì chúng ta hiểu rằng là cái thành phần nhiễu N không kia kìa, nó sẽ bao gồm hai thành phần, đúng không? N không T ở đây chúng ta hiểu là nhiễu của toàn tuyến bao gồm hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó là nhiễu có sẵn ngay tại nhánh xuống của chúng ta, và nhiễu của nhánh xuống chúng ta ký hiệu là N không D. Thành phần thứ hai đó là nhiễu do nhánh lên chuyển xuống, đúng không? Nhánh lên chuyển xuống. Vậy thì tính toán của nó như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là nếu nó là nhiễu của cái tuyến, nhiễu của cái tuyến lên chuyển xuống, thì nó sẽ được tính bằng G nhân với N0U, trong đó N0U là thành phần nhiễu của tuyến lên, còn G là tổng độ lợi có thể khó nằm giữa gì? Nằm giữa đầu vào của máy thu vệ tinh đến đầu vào của chạm mặt đất. Đúng nhỉ? Bởi vì nhiễu nếu nó có thì nó khuếch đại từ đầu vào của máy thu vệ tinh đến đầu vào của cái điểm chúng ta khảo sát, tức là đầu vào của chạm mặt đất. Thế thì do đó G có thể được biểu diễn bằng GSR, chính là gì nhỉ? G của satellite nhân với G transmit, tức là độ lợi của anten phát của vệ tinh, nhân với GR là độ lợi của anten tại trạm mặt đất, chia cho suy hao dây dẫn của vệ tinh, suy hao dây dẫn của trạm mặt đất, và LD là suy hao toàn bộ cái tuyến xuống của chúng ta. Thế thì khi mà chúng ta chia cả hai vế của công thức 1 cho công suất sóng mang tại đầu vào máy thu của trạm mặt đất, tức là chia cho C, đúng không? Thì chúng ta có mối quan hệ là gì? N0T chia cho C, C, C. Đúng nhỉ? Thế thì chúng ta sẽ có C trên N0T trừ 1. Tức là gì? Tức là công, xin lỗi, đó là C trên N0 nhưng mà ở nghịch đảo. Tức là giá trị chúng ta cần khảo sát nghịch đảo sẽ bằng N0T chia cho CD. Chia cho xin lỗi, từ từ mình đang nhầm chỗ này. C, các bạn để ý là khi chúng ta chia cho CD đúng không, chứ không phải là C ấy. Đây là công suất sóng mang đầu vào máy thu chạm mặt đất, đúng không? Khi mà chia như này thì chúng ta có ký hiệu như thế này. Chúng ta có ký hiệu là chất lượng tín hiệu tại toàn tuyến của chúng ta. Nghịch đảo, đúng không? Rồi. Ở đây là chúng ta chia cho CD. Đấy. Thế thì thành phần bên phải của công thức 1 kia cũng phải chia cho CD. Rồi thì chúng ta sẽ có N0D cộng với GN0U chia cho CD. Đúng không? Đấy, N0D chia cho CD chúng ta tách ra đây. Được chưa? Còn bên trong này chúng ta nhóm N0U ra ngoài. Nhóm N0U ra ngoài thì chúng ta có bên trong là G chia cho CD thôi. G thì khi mà đẩy xuống dưới thì chúng ta G trừ 1 nhân CD, đúng rồi. Ok.
Như vậy là chúng ta có thể tính được từ từ đã. Ở đây để các bạn phải nhận xét ạ. Các bạn có thể thấy được điều gì qua công thức này? Mình nói luôn thì cũng không hay lắm. Các bạn có hiểu tại sao là mình phải chia cho CD và các bạn thấy được điều gì qua công thức này không? Nghĩ xem nào. Bạn có nhìn ra vấn đề không? N không D mà chia CD chính là cái gì các bạn? Chính là gì? Đây các bạn nhìn này. Chính là C trên N không D, nghịch đảo. Đúng không? Mình chia chỗ này để các bạn thấy rằng là C trên N không của toàn tuyến sẽ có thể được tính bằng C trên N0 của từng tuyến theo công thức này. Đúng các bạn, để mình xóa cái này đi cho các bạn nhìn rõ này. C trên N0 của toàn tuyến sẽ được tính bằng C trên N0 của từng tuyến một. Có đúng không? CD mà chia cho ND thì chính là C trên N0D. Thế còn CD nhân với G trừ 1 mà chúng ta vừa nói rằng là G là tổng khuếch đại có thể có từ đầu vào máy thu của gì? Của vệ tinh cho đến đầu vào máy thu của trạm mặt đất. Thế do đó nếu chúng ta lấy lấy công suất của đầu vào máy thu của trạm mặt đất mà chúng ta chia cho G thì rõ ràng là chúng ta sẽ có được gì? Công suất tại đầu vào của vệ tinh. Đúng không? Và khi đó giá trị N0U mà chia cho G trừ 1 nhân CD kìa chính là giá trị C trên N0 tại đầu vào máy thu của vệ tinh, hay nói là C trên N0 của tuyến lên. Vì vậy chúng ta có thể biểu diễn C trên N0 của toàn tuyến bằng C trên N0 của tuyến lên và bằng cộng với C trên N0 của tuyến xuống ở dạng nghịch đảo. Ở dạng nghịch đảo. Viết không có chữ dấu trừ 1 này là sai nhá. Nếu bạn nào viết là C trên N0T bằng C trên N0U cộng C trên N0 D là sai đấy. Nha, các bạn phải viết theo dạng nghịch đảo, sau đó chúng ta phải ngược lại sau. Ở đây chúng ta tìm được công thức
Tuy nhiên là chúng ta lưu ý rằng công thức này được biểu diễn cho trường hợp đơn giản. Có nghĩa là chúng ta đã bỏ qua, chúng ta chỉ xét cho tuyến lên, cho tuyến xuống thôi. Và chúng ta không xét các trường hợp can nhiễu từ các cái nguồn khác tác động lên cái tín hiệu mà chúng ta cần phải tính. Thế thì câu hỏi là nếu có can nhiễu thì C trên N0, T sẽ được tính như thế nào? Tức là chúng ta tính cái C trên N0 của toàn tuyến sẽ được biểu diễn như thế nào nếu trong trường hợp mà chúng ta xét cả nhiễu vào, can nhiễu vào. Yeah. Vậy ta hiểu ở đây can nhiễu là gì ạ? Chúng ta hiểu can nhiễu là gì? Ở đây can nhiễu được hiểu là cái tác động có thể có về mặt công suất của các cái tín hiệu không mong muốn, đúng không? Của các tín hiệu không mong muốn từ các cái sóng mang khác ảnh hưởng đến cái sóng mang đang xét của chúng ta. Điều này là trong thực tế là có, bởi vì sao? Bởi vì cái cấp phát về 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 tần số trong sử dụng trong thông tin vệ tinh ấy, thì nó giống như cấp phép về tần số khi mà sử dụng truyền thông dưới mặt đất của chúng ta. Do đó là nó có thể tồn tại những cái loại can nhiễu khác nhau. Ví dụ là từ một cái trạm ở đường truyền vi ba dưới mặt đất mà tác động lên vệ tinh, hay là giữa can nhiễu giữa các cái trạm trong truyền mặt đất với trạm vệ tinh với nhau, giống như cái hình bên phải chúng ta nhìn, trong đó cái đường màu đen chính là đường mà đường truyền chính, còn đường màu nhạt chính là đường can nhiễu từ một trạm mặt đất lên vệ tinh, hay là giữa các cái trạm khác nhau, trạm vệ tinh với lại cái trạm truyền dưới mặt đất, trạm mặt đất với lại trạm của hệ thống truyền tin dưới mặt đất. Thế thì khi mà xét cái ảnh hưởng của can nhiễu thì chúng ta nên làm như thế nào để cho nó đơn giản mà chúng ta vẫn hiểu được logic? Thế thì chúng ta hiểu rằng là khi mà có can nhiễu thì chúng ta coi đó là một cái lượng nhiễu tăng thêm thôi. Nó tác động lên cái chất lượng của tín hiệu thông qua một cái lượng nhiễu tăng thêm thôi. Đúng không? Đấy. Do đó là gì? Tổng lượng nhiễu tạo ra sẽ bao gồm hai thành phần. Đó là thành phần nhiễu khi không có can nhiễu và thành phần lượng nhiễu tăng thêm. Được ký hiệu ở đây là N0 without interference và N0i. Thế thì khi đó chúng ta lại sử dụng cái cách, cái logic vừa rồi, chúng ta có thể thiết lập được, chúng ta có thể thiết lập được cái giá trị C trên N0 của tuyến lên và tuyến xuống cho trường hợp có can nhiễu. Công thức đó được biểu diễn bởi công thức ở trong cái hình vuông cuối cùng này, với một mũi tên màu đỏ này. Trong đó C trên N0 IU kìa, là thành phần can nhiễu tác động lên tuyến lên, còn C trên N0 ID kìa là thành phần can nhiễu tác động lên tuyến xuống của chúng ta. Và sau đó là chúng ta lại sử dụng công thức trước, là chúng ta có thể tính được C trên N0 của toàn tuyến có mặt của can nhiễu. Được chưa? Đấy. Các bạn để ý nhé, ở đây thầy viết bằng mặt logic đấy. Sau đó là để ý khả năng không học kịp cái phần đa truy nhập. Ta còn phải bài tập 11.8. Đây, chúng ta làm một bài tập này. Bài phần vệ tinh này mình thấy rằng là cho khá là dài. Các bạn đọc qua đi ạ.
Phần này mình cho cả tuyến lên cả tuyến xuống. Tần số của tuyến lên là 14 ghi. Tần số tuyến xuống là 12 ghi. Suy hao của tuyến xuống mình cho thẳng luôn là bằng 26 dB. 206 dB thì đúng hơn. Chúng ta đọc lượt một lượt đề bài đi. Rồi, chúng ta có mật độ thông lượng công suất kìa. Trừ 90 dB trên mét, mét, mét vuông. Anten nhận của vệ tinh GRMax bằng 30 dBi. G trên T tại vệ tinh bằng 3,4 dB K trừ 1. Ở đây chúng ta xét là bộ khuếch đại trong một transponder của chúng ta làm việc ở chế độ bão hòa. Thế do đó các bạn nhìn thấy là thường xuyên xuất hiện cái chữ saturate hoặc saturation. À, điều này thì các bạn để ý trong bài toán này để tính toán thì nó cũng không quan trọng lắm đâu. Các bạn có thể bỏ qua nó. Nhưng về mặt ý nghĩa thì chúng ta hiểu đó là chúng ta đang xét một transponder của chúng ta tương ứng với một sóng mang thôi để cho nó dễ dàng trong cái việc tính toán và cũng không xét các cái ảnh hưởng can nhiễu do các cái sóng mang cạnh nhau ở dải tần số cạnh nhau cũng như là các cái phương thức gọi là tiếng Anh gọi là intermodulation impact ấy. Gọi là liên điều chế à, bởi vì một sóng mang nó có thể có những cái phương thức điều chế khác nhau, thì khi mà truyền đi thì ở phía thu nó sẽ có ảnh hưởng đấy. Thế do đó khi mà xét ở chế độ bão hòa như thế này đấy, và với một sóng mang ấy, thì cái việc tính toán đó nó trở nên đơn giản hơn. Vì vậy là phần này thì các bạn hiểu như vậy, chứ còn phân tích về mặt logic ra thì phân tích sâu hơn thì chúng ta cũng không cần thiết nhé. Ta có thể bỏ qua cái từ saturation mà chỉ cần hiểu ý nghĩa của nó là như vậy thôi. Còn các cái tham số khác nếu các bạn không hiểu các bạn có thể hỏi, thế nhưng mà mình không thấy có tham số nào nó lạ cả.
cái bài này là mình toàn lấy ở trong sách giáo khoa về vệ tinh ra đấy. Trong phần này chúng ta không xét can nhiễu, không xét ảnh hưởng của can nhiễu từ một số nguồn khác. Yêu cầu là chúng ta cần phải tính C trên R0 của toàn tuyến. Để tính C trên R0 của toàn tuyến thì rõ ràng là dựa theo cái phương thức vừa rồi thì chúng ta phải tính C trên R0 của từng tuyến một. Các bạn phải đặt bút bài này đi. Bài này mình nghĩ rằng khá dài và nếu không đặt bút thì sẽ không tính được đâu. Không 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 hình dung ra đâu. Các bạn đặt bút đi nhé. Làm xong bài này rồi nghỉ. Buổi sau chúng ta học tiếp. Các bạn nào làm được không?
Làm được bài này thì rõ ràng là chúng ta phải tính C trên N0 của tuyến lên và C trên N0 của tuyến xuống. Đúng không? Để chúng ta tính từng cái một nhé. Trước hết là chúng ta cần phải tính C trên N0 tuyến lên. U thôi, không cần phải ấp. Cái này theo công thức thì nó bằng công suất đầu vào của máy thu vậy. Đầu vào, công suất đầu vào máy thu vệ tinh đúng không? Mà chia cho gì? Chia cho K nhân TU, trong đó là TU là nhiệt độ tạp âm tại đầu vào máy thu của vệ tinh. Tính sao nhỉ? CU biết chưa nhỉ? Bạn nào có suy nghĩ về cách làm bài này không? For satellite. Bài này nó có một cái giá trị là power flux density required to saturate the satellite channel amplifier. Để bão hòa thì cái mật độ thông lượng cần phải đạt được là trừ 90 dBW trên một mét vuông. À, đúng rồi, cái này chính là cái công suất tại đầu vào của anten vệ tinh đúng không? Độ thông lượng ấy kìa. Đúng rồi. Rồi, ok, hiểu rồi.
cái CU này của các bạn ấy, chính là cái file lúc nãy mình gọi gọi là capital file đấy. Capital file vệ tinh cho nó SL đúng không, nhân với grmax đúng nhỉ, đúng rồi, 4pi trên lambda bình phương. Ừ đúng rồi. Bạn nào mà chưa rõ thì bạn chúng ta có thể xem lại cái slide liên quan đến mật độ thông lượng công suất ở phía slide trước nhé. Ở phần mà thầy giới thiệu lại cái độ tăng ích của anten đấy. Tất nhiên ở chỗ này chúng ta cần phải tính đến các cái suy hao do dây dẫn nữa. Do đó chúng ta phải chia cho suy hao của FRX. Không biết là có không, mình chưa đọc kỹ đầu bài. Suy hao do phân cực hay là suy hao do lệch tia gì đó. Nếu không có thì thôi. Nếu không có thì thôi, còn nếu có thì chúng ta phải xét cả vào. Chủ yếu là mối quan hệ giữa thằng mật độ thông lượng công suất này với cái giá trị này này. Thì nó sẽ ra được cái công suất đầu vào của anten của vệ tinh. CU này, CU của satellite. Đúng rồi. Đấy. Đây mình mở lại cái slide ban đầu cho các bạn, nó hơi dài một tẹo nhưng mà mình sẽ mở lại cho các bạn xem khi mà giới thiệu về anten ấy. Tăng ích của anten ấy. Xuất nhận đâu rồi? Đây. Đây các bạn. Đúng không? Đấy. Thì do đó chúng ta muốn tính cái 4PR đi trên lambda. Chúng ta cần phải tính được PT. PT như có thể vô liên kia là bình thường. Đây. Đây, mối quan hệ giữa thằng diện tích hiệu dụng nhận với GR liên quan như này. Đúng rồi, đây, công thức này. Đấy. Rồi ok. Đây PR nhận đây. Đúng không? Receive signal power đây. Thế do đó là chúng ta mới viết được như vừa rồi. Dài quá đâm ra là mình không
nhớ được chính xác cái công thức. Bạn bè các bạn có thể xem lại slide nhé. Ok. Rồi. Thay số vào thì chúng ta sẽ có đáp số bằng -104,4 dBW. Này mình không tính cụ thể mà mình cho đáp số để các bạn có thể luyện tập. Yeah. TU thì lúc nãy chúng ta có công thức chúng ta tự tính. C trên N0 cuối cùng các bạn tính ra sẽ bằng 97,6 dBHz C trên N0 của tuyến lên. Các bạn sẽ tính ra bằng 97,6 dBHz. Mình cho luôn đáp số nhé, chứ đi sâu vào chi tiết thì mình cũng sẽ mất thời gian để nói cho các bạn nghe, thì khi đó sẽ mất cơ bản lại chúng ta lại không đủ thời gian nữa. Mà mình mò lại thì nó sẽ mất thời gian hơn là các bạn tự mò. C trên N0 của tuyến xuống các bạn tính tương tự thì nó sẽ ra cũng 97,6. Cũng 97,6 các bạn. Dựa vào đây thì các bạn tính được C trên N0 của toàn tuyến của chúng ta sẽ bằng 94,6 dBHz. Đấy. Các bạn phải nghịch đảo cái giá trị C trên N0 của tuyến xuống và tuyến lên này. Cộng lại với nhau thì chúng ta có nghịch đảo của C trên N0 của toàn tuyến. Và sau đó chúng ta lấy nghịch đảo lần nữa thì chúng ta sẽ có C trên N0. Thế thôi, chứ không thì nhiều công thức quá, sợ rằng chúng ta bị loạn. Bạn nào mình yêu cầu về các bạn tự tay tính nhá, tự tay tính lại phần này một chút, bởi vì nó sẽ khá nhiều các cái tham số khác nhau ấy. Mà chúng ta không tính quen mà sợ bị lẫn. Vì bài tập phần thi là khả năng có cả cái phần này nữa. Còn buổi sau thì chúng ta sẽ học về đa chuyên nhập. Thì buổi này thì không đủ thời gian. Mình soạn hơi nhiều. Dạy phần này hơi nhiều. Các bạn có câu hỏi gì không? Thưa thầy. Nãy em có câu hỏi gì không? Có. Có không nhỉ? Dạ có. À. Nãy em thấy có cái ví dụ thầy chữa người ta có đưa ra cái tham số noise.